Không có để ý đó là chúng ta đang đánh giặc á, mà cái điểm nào cái chỗ nào mà giặc nó yếu á thì chúng ta canh vô đó chúng ta đánh, còn cái chỗ nào giặc nó mạnh á thì chúng ta đỡ đòn thôi, chứ chúng ta không thể nào đương đầu với nó trên cái mặt trận mà nó mạnh được. Thì một trong những cái mà thằng giặc nó yếu cả Tàu cộng lẫn Việt cộng đó chính là vận động quốc tế. Các chị để ý nha, vận động quốc tế thằng Tàu với Việt cộng nó bị một cái yếu là nó không có tính chánh danh, nó là hai cái thể chế chính trị được thành lập bởi đi xâm lược mà ra. Mà Liên Hiệp Quốc nó có một cái công ước quốc tế nó phủ nhận cái việc là xâm lược các quốc gia khác, tức là không, nó không có chấp nhận cái chuyện mà một quốc gia lập quốc bằng cách đi xâm lược, cưỡng chiếm và sáp nhập các quốc gia khác. Thì nếu như cái câu chuyện vận động quốc tế mà được chúng ta đẩy đúng thì trong mấy chục năm qua là chúng ta đã ép thằng Trung Cộng với thằng Việt Cộng vào cái thế rất là bất lợi rồi, nhưng mà không sao, không có gì là muộn á. Thì đây là một trong những cái điều mà tôi thấy là rất là phấn khởi với cái sự tiến triển mà nó bắt đầu từ Gia Nã Đại, mà nói đúng hơn là bắt đầu từ khối Liên Hiệp Anh. Gia Nã Đại với Anh thành ra là một. Thành ra nếu như chúng ta có thêm một luật nữa để triệu tập hội nghị quốc tế để cái bàn đàm phán 12 bên ngồi lại với nhau bảo trợ cho một cuộc tổng tuyển cử xảy ra ở Việt Nam Cộng Hòa, thì điều đó nó không có gì khác với việc là chúng ta đang làm cho Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Nó cũng chính là cái điều mà tôi tin rằng là hàng chục triệu con người ở ngoài kia đang chờ đợi. Có những người họ dám nói ra, có những người họ không dám nói ra. Và nó cũng là cái điều nó giúp cho những cái người mà lâu nay họ họ hô là họ yêu mến Việt Nam Cộng Hòa, họ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, họ là người Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ luôn tìm cách đấu tranh một cách lòng vòng và né tránh cái bản chất của sự việc, và né tránh cái mục đích lớn lao nhất của người dân Việt Nam Cộng Hòa là phải phục hoạt lại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Thì họ sẽ nhìn vào cái công chuyện này mà họ sẽ giật mình, bởi vì họ sẽ không tiếp tục đi lòng vòng được nữa, dù họ biết hay không biết thì họ cũng phải giật mình. Họ đi lòng vòng thì người dân họ sẽ phán xét những cái cá nhân hay là những cái đảng phái này, thì sau đó thì họ sẽ không không có được người dân yêu mến. Thì cái công cuộc mà đem tài đem sức hay cái mong muốn mà về lãnh đạo Việt Nam gì đó, dân dân của họ nó sẽ bị phá sản nếu như họ không đứng vào cái phong trào vận động quốc tế để Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Thì đó là cái điều mà tôi thấy rất là phấn khởi. Thì trước khi tôi trình bày về cái tuyên ngôn hòa bình đó, thì có nhà hoạt động Ánh Nguyệt ở đây, chị Paul là Ánh Nguyệt, thì xin xin chị gửi lời chào tới quý khán giả, bởi hồi nãy có trục trặc kỹ thuật ở bên thiết bị của chị đó, thành ra chị không có vào kịp. Quy cũng có một cái câu hỏi dành cho chị. Trước tiên xin mời chị gửi lời chào tới quý khán thính giả. Cảm ơn Huy. Anh Nguyệt xin kính chào tất cả các anh chị em trở lại trên channel của Quỳnh Quốc Huy. Đây là phần 2 của buổi tối livestream thứ bảy tối nay. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Giống như kiểu mà em rất là giống như là giúp chị trong cái phần kỹ thuật, chị rất là cảm ơn. Về 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 Zoom với là về YouTube chị còn hơi yếu, và hy vọng là các bạn đều đều qua bên channel này của chúng ta. Rồi cảm ơn Huy. Dạ, cảm ơn chị, không có gì chị. Chúng ta cùng tiến tiến. Thưa chị Nguyệt, Nguyệt có một cái câu hỏi dành cho chị là chị có tham gia ký tên và chị cũng vận động những anh chị em của chị ký tên vào tuyên ngôn hòa bình của Hòa thượng Thích Không Tánh và Chánh Trị Sự Hứa Phi cũng cùng một số nhân sĩ. Thì Huy hỏi chị là chị có cảm nghĩ gì về cái tuyên ngôn hòa bình, và chị thấy là cái việc mà các vị cao tăng, các vị tu hành chức sắc tôn giáo mà đưa ra cái lời kêu gọi hòa bình này, thì theo theo chị trong thời điểm này nó sẽ có tác động như thế nào? Đối với chị thì chị thấy chị rất là mừng là đã có hai vị đó, hai vị là chính trị sự Hứa Phi và thầy Thích Thông Tánh đã đứng lên kêu gọi tuyên ngôn hòa bình này cho Việt Nam, vì chúng ta đợi rất là lâu, bốn mươi mấy năm người trong nước đứng lên để mà làm cái việc này. Thì chị rất là mừng vì cũng đọc hết những cái gì ở trong cái tuyên ngôn hòa bình, thì đó là những gì mà chị đã làm việc hơn hơn 4 năm nay với là luật sư Lâm Chánh Thọ. Thì đây là một cái cơ hội, chị nghĩ rằng là một cơ hội rất là tốt cho các anh chị em ở trong nước biểu dương cái quyền tự quyết của mình. Bởi vì đối với chị, một chữ ký đó là một lá phiếu mà người dân Việt Nam, nước Nam mình muốn có hòa bình, chứ không phải có muốn có chiến tranh. Mình chỉ muốn có mình muốn có chủ quyền của lãnh thổ và cái lãnh hải của chúng ta mà thôi, trong cái phương diện hòa bình. Thì cái đó là quốc tế họ rất là đồng ý, phải không? Tại vì quốc tế không ai muốn có chiến tranh hết đó. Tại vì trong chiến tranh ai cũng có thiệt hại rất là nhiều, nhất là dân của họ, thành ra họ không muốn. Bởi vì cho nên liên minh Âu Châu đó họ nói chúng tôi không muốn chiến tranh, tại vì chiến tranh nghĩa là mấy mấy chục năm nay là họ từ chối với ông tổng thống Trump lúc trước. Nhưng mà bây giờ chiến tranh hay không chiến tranh thì dân của họ cũng bị thiệt hại, cho nên họ mới là đồng lòng, họ đồng lòng trong G7, G10, rồi bây giờ sắp sửa G20 để mà tìm một cái phương án để mà mặc dầu là có thể là về chỉ về tài chánh trước, nhưng mà nếu mà bên bên
phía địch họ vẫn ngoan cố, họ vẫn muốn giống như gây chiến thì bắt buộc họ phải đáp trả thôi, vì vì tự vệ thôi. Đó là ý kiến của chị. Xin cảm ơn Huy. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Sẵn ra Huy cũng xin hỏi thêm chị một câu là chị thì tại sao có một số bạn trẻ trong nước thắc mắc có rất là nhiều cá nhân và các tổ chức ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, thì họ lại tỏ ra e dè, thậm chí là họ chống đối lại với cái phong trào vận động tuyên ngôn hòa bình của Hòa thượng Thích Phong Tánh và Chánh trị sự Hứa Phi, dù trước đó thì những cái tổ chức và những cá nhân này thậm chí họ rất là nhiệt tình trong cái việc Việt Nam Cộng Hòa, và họ thậm chí còn có cái mối làm việc gắn kết với hai cái vị chức sắc đó. Thì không biết cái ý của chị như thế nào về cái việc mà người ở hải ngoại họ không có ủng hộ cái phong trào này của người dân trong nước qua hai vị chức sắc này. Thật sự thì chị không có dám dám nói nhiều về vấn đề này, là tại vì mỗi người họ mỗi có cái lý do khác nhau. Cái này là chị chỉ nói tổng quát lại, có thể là vì họ đấu tranh mấy chục năm nay với không, rồi họ nghĩ họ đáng lẽ là họ phải người lãnh đạo chứ không phải là những vị này với không, hay là có thể là vì họ nói rằng là oh, tôi là người công giáo, tôi chỉ ủng hộ người công giáo thôi, người nào mà người công giáo đứng lên tuyên ngôn thì tôi ủng hộ người đó, có thể là như vậy thôi, theo như chị nghĩ là vậy. Cái thứ ba nữa là có thể là họ họ nghĩ rằng các vị này là giống như là những vị tôn giáo thì lo tôn giáo đi, tại sao phải lo chính trị. Nhưng mà họ không có nghĩ rằng nếu mà thầy Thích Thông Tánh không lo cho Phật tử, ví dụ thấy Phật tử của họ bị đàn áp, thấy Phật tử họ của họ bị làm nô lệ, mà thầy mà làm ngơ thì thầy cũng không có làm đúng với cái lương tâm của thầy, phải không? Thì với chính trị sự cũng vậy, chính trị sự muốn làm này là để cho đạo hữu của chính trị sự được có cái sự an lành, sống trong an lành, sống trong hòa bình và sống trong có tự do, thành ra chính trị sự mới làm. Tại vì không ai làm 40 mấy năm nay, thành ra họ mới đứng ra làm. Nhưng mà rất tiếc là cái chữ tham quyền cố vị á, nó vẫn còn 40 mấy năm nay nó vẫn còn, phải không? Thì họ không có nghĩ, có thể là họ chưa có nghĩ tới về cái vấn đề quốc gia, họ chỉ nghĩ tới cá nhân hay là một cái đoàn thể nào đó thôi, lợi ích cho một cái đoàn thể nào đó thôi. Cái đó là ý kiến chị, nhưng mà chị có thể sai, với chị không có thể nào nói người này người kia nói chị nói như vậy, nhưng mà cái đó là sự phỏng đoán, cái sự mà chị suy nghĩ thôi, tại vì chị vận động Hiệp định 73 này cũng là 3 năm rồi, phải không? Thành ra đó là những cái gì mà chị theo cái kinh nghiệm của chị rút kinh nghiệm chị. Dạ, cảm ơn chị. Mà Quy nghĩ là kinh nghiệm của chị cũng hầu hết là cũng đúng theo ý kiến cá nhân của Quy. Dạ, theo theo nhà hoạt động Lê Văn Đạo, Lê Văn Đạo, anh nghĩ gì về cái sự thờ ơ, chần chừ hoặc là có thể là phản đối của những cái hội đoàn đảng phái ở hải ngoại về cái tuyên ngôn hòa bình của người dân trong nước thông qua hai vị chức sắc trên? Dạ, anh Đạo ơi, cái micro của anh bị mute. Ở trong nước thì họ yểm trợ rất là mạnh, họ rất là mừng rỡ, bởi vì họ nghĩ rằng đây là cũng là một cái giải pháp mà tránh cho cái sự khổ đau của chính họ. Bởi vì nếu mà đối với cộng sản, nếu mà họ đi ra đường để mà họ biểu tình thì bị chúng nó đem cây, đem gậy, đem thứ này thứ nọ tới, nó đập dải lên đầu. Còn cái chuyện này là rõ ràng cái chuyện đã ký kết rồi, mà trong đó có Việt Cộng ký nữa, thì họ chỉ đòi hỏi là được thực hiện cái đó thôi, thì không có lý do gì mà họ bị đàn áp. Mà nếu họ đàn áp thì đây là một cái công, một cái coi như là một cái kết ước, một cái công ước quốc tế mà, thì rất là dễ dàng thôi, quốc tế sẽ dựa theo những cái điều gì trong Hiệp định Paris đó để mà giúp đỡ chúng ta, để mà bảo vệ những người mà có thể bị Việt Cộng hay Tàu Cộng đàn áp, nó trả thù, nó đánh đập hoặc kể cả nó giết nữa. Rất là rõ ràng như thế thôi, tại vì cái này không phải cái gì mà nó mới mẻ, mà đã trên giấy tờ từ lâu rồi, mà tại vì chúng ta đôi khi chúng ta không có nghĩ tới cái đó nó có thể là một cách hiệu quả, thành ra mình chưa có nói tới chuyện đó. Còn những người ở hải ngoại này, kể cả một số người trong nước nữa, họ mang tiếng họ là lãnh đạo về tranh đấu này nọ, nhưng mà họ nói vòng nói quanh nói qua nói lại nói quẩn nói quanh, thì mình hiểu cái tâm địa của họ đó, là cái điều này hoàn toàn đúng, rất là đúng, nhưng mà phải tôi lãnh đạo, phải tôi là cái người sáng chế ra cái này rồi mấy quý vị đứng phía sau lưng chúng tôi đó, đứng sau lưng tôi đó thì tôi mới chịu, còn mà cái người khác đứng là tôi không chịu. Thành ra mình tôi thì tôi xin lỗi, là tôi nói cái sự thật là cái tâm địa của họ đó. Họ nói vòng nói quanh nói qua nói lại mình hiểu hết rồi. Người dân cũng sẽ hiểu thôi, người trong nước họ hiểu thôi, họ rất là nhạy bén, thì những cái điều mà họ nói quanh nói quẩn để họ che giấu cái tâm địa của họ đó, người dân sẽ phán xét thì người dân sẽ biết.
Mà một điểm rất là quan trọng ở chỗ này, dân tộc chúng ta là một cái dân tộc anh hùng, ai ai cũng xác nhận được đó. Nhưng ở cái thời hiện đại này, chúng ta không thể dùng võ, về việc võ đạo mà mình đánh với thế giới này. Cho nên thật sự ra cái lực của chúng ta đó không có mạnh về vũ khí, về chiến tranh. Thành ra chúng ta muốn thuyết phục thế giới mà giúp chúng ta đó, chúng ta không thể nói để giúp tôi để đánh Tàu là gì đó. Tôi không có đủ súng đạn, tôi không có đủ nhân sự, thôi bây giờ ai giúp chúng tôi để làm ơn bỏ súng đạn nhân sự tới tiếp. Không có đất nước nào nó giúp mình về xương máu. Thì chúng ta phải có những cái thuyết phục thế giới bằng cái phương pháp hòa bình, bằng một cái lý tưởng hòa bình. Chúng ta thấy rõ Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tàu nó vô nó xâm lăng nước Tây Tạng rõ ràng đó. Nhưng mà ngài cũng tuyên bố là đất nước Tây Tạng cần sự hòa bình, cần sự yêu thương, cần sự bác ái. Thì họ chỉ đòi lại cái gì mà họ đã có thôi, và họ chỉ đòi hỏi là Tàu Cộng phải rút khỏi nước Tây Tạng, chứ Đức Đạt Lai Lạt Ma đâu có đi hô hào. Phải đánh cho thằng Tàu mà bể máu mũi sặc gạch, rồi phải đánh cho nó chạy hay giết hết cái tụi mà xâm lăng vô nước Tây Tạng đâu. Chúng ta không thể đi vận động quốc tế mà chúng ta nói rằng phải gây chiến để mà chống Tàu Cộng, trong khi cái lực chúng ta không có để làm điều đó. Nếu chúng ta thật có lực mạnh, có vũ khí, có máu xương để đổ ra giữ đất nước chúng ta rất tốt, cái đó dân tộc nào cũng ca ngợi chúng ta hết. Nhưng ở trong cái lực và cái thế hiện tại thì chúng ta phải vận động quốc tế bằng con đường chính trị, con đường hòa bình, để chúng ta không bị thiệt thòi về quyền lợi cho dân tộc và cho đất nước, cho cái lãnh thổ của chúng ta hơn nữa, nhiều hơn nữa. Bởi vì ông cha chúng ta đổ xương máu phải giữ, để giữ được cái này thì ít ra chúng ta cũng phải động óc để mà giữ nó bằng bất cứ cách nào đó, mà cái cách đầu tiên là cách hòa bình, để thế giới có thể ủng hộ cái chánh nghĩa của chúng ta. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi như thế. Dạ, cảm ơn anh Đạo, câu trả lời của anh rất là hay. Tôi cũng có một số cái ý kiến bổ sung về cái tuyên ngôn hòa bình này. Nó có một số lý do, đó là tôi được may mắn là một trong những người được Hòa Thượng và Chánh Trị Sự mời gọi ký ghi danh cái tuyên ngôn này của hai vị chức sắc. Thì tôi cảm thấy rất là vinh hạnh. Thì sau đó thì tôi và anh Đạo còn có một cái vinh dự nữa, đó là tại vì quý thầy quý chức sắc á, là cũng cao niên, thành ra tôi với anh Đạo được mời làm dạng phụ tá mà không có chính thức, phụ tá online cho những cái công việc chẳng hạn như là kiểm tra lỗi mô ráp, rồi là đưa đưa tin đưa bài theo cái yêu cầu của các vị chức sắc lên những cái mạng truyền thông vân vân. Thì cũng nhờ vậy thì tôi cũng biết được một số cái diễn biến của cái việc mà hai vị chức sắc phát động cái tuyên ngôn này, và trong